Vâng, đệ tử Cao Phong xin mến chào các bác và anh em. Tiếp tục video ngày hôm nay, đệ tử Cao Phong lại lên sóng cho bác những con đẩy một kênh chuyên súp cực kỳ khủng và đẹp và chất. Mã của nó là F1000, đây là mã nhá, còn công suất của con này là 2200W. Rất là khủng. Đấy, USA này. Công tắc bật tắt nguồn này. Volume chỉnh tần số cắt súp và đảo pha này, volume chỉnh to nhỏ này. Mặt size 3U, con này size 3U. Đấy, công suất của nó, các bác nhìn cái nội thất của nó cực kỳ chất luôn. Với công suất của chiếc đẩy một kênh chuyên súp này thì các bác cứ đánh một cặp súp đơn 50. Đấy, loại khủng nhất của 50 hoặc là đánh một quả súp kép 50. Quánh cực kỳ nhàn và tiếng rất là hay, cắt súp xuống cái giải cực kỳ sâu. Các bác nhìn tiến vào cái nội thất của nó rất là chất luôn. Nguồn của nó này, nguồn đẩy size 3U mà tức là nó cao tầm khoảng 14 cm mà nó cái nguồn của nó cao đến nắp máy luôn. Và chạy toàn bộ sò này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 x 2 là 22. 22 mà cộng với rất là nhiều bù áp này. Nhưng con này rất là khỏe nhá. Và chạy 1 dàn 2, 4, 6, 8 quả tụ 80V, 10.000 microfarad. Nguyên vỉ máy móc của nó bao zin tuyệt đối luôn. Bao zin xịn sò các nhá. Đấy, con này cái nội thất của nó là quá chất luôn này. Đẹp xuất sắc luôn. Đấy, size 3U. Cực kỳ là chất. Đấy, các bác nhìn nhá. Rất đẹp. Máy của nó cực kỳ zin, bao zin toàn bộ. Các bác có nhu cầu về những con đẩy một kênh chuyên súp. Con này nó là đẩy, này các bác nhìn trên cục nguồn có ký hiệu USA này. À, USA này. Con này thì đẳng cấp nó là số 1 rồi. Mọi chi tiết các bác có nhu cầu liên hệ với em để sở hữu những con đẩy một kênh chuyên súp. Mã của nó ký hiệu là 1000, F1000. Nhưng mà công suất của con này nó 2200W luôn. Đây là cái mã thôi nha các bác nhá, USA này. Đây cái mã F1000. Đấy, như công suất của nó là 2200W. Đấy, công suất cực kỳ khỏe mà rất là hay. Tiếng cắt súp của này thì nó rất là sâu. Cái giải súp của nó rất là sâu. Xuống thấp và nó gọn, cắt súp rất là gọn và mềm, tiếng hay lắm. Cực kỳ hay luôn. Mọi chi tiết các bác có nhu cầu muốn sở hữu con đẩy một kênh chuyên súp đẳng cấp. Đấy, cực kỳ khỏe. Con này thì rất là khỏe, size 3U và nó chiều sâu của nó này. 2 4 tổng 50 luôn. Rất là chất. Các bác nhìn cái dãy sò của nó này. Dài hàng giặc luôn. Đấy, máy móc bên vỉ của nó bao zin toàn bộ cho các bác. Tụ tung rất là đẹp. Một dàn tụ 8 quả to, to cao. Có một nguyên tem này các bác này. Nguyên tem C mã vạch này. Đấy. Các bác nhìn con này chất luôn. Tất cả dây này. Đi còn vít ốc luôn này. Đó. Rất đẹp. Mọi chi tiết các bác có nhu cầu liên hệ với em để sở hữu những con đẩy một kênh chuyên súp này. Ở đây là phía sau này. Các bác nhìn trên nắp nó còn có cả tem này. Đấy, phía sau nó đủ hết. Các đường rắc cắm vào này, Canon này, 6 ly này, AV này. Đấy, cái ba cái đường vào này các bác cắm dây rắc nào cũng được nhá. Đấy, và dây ra loa súp bằng ren xoáy đỏ đen này và cả rắc niu chích này. Đấy, rắc bắp chuối ấy. Con này thì nó full chức năng cực kỳ là hay. Đẹp và đẳng cấp, các bác nhìn mua trong cái ruột gan của nó đẹp không? Rất là chất luôn. Đấy, mọi chi tiết các bác có nhu cầu liên hệ với em để sở hữu những con đẩy một kênh chuyên súp này. Quá đẹp. Công suất khủng con này là công suất của nó 2200W các bác nhá. Rất khủng. Quánh thì cực kỳ phê và căng. Một lần nữa xin cảm ơn các bác và anh em đã theo dõi video. Các bác có nhu cầu liên hệ với em để sở hữu những con đẩy một kênh chuyên súp đẹp xuất sắc này. Công suất khỏe mà máy của nó cực kỳ chất. Để các bác nhìn cái tấm vỉ nghiêng của nó này. Vỉ mạch này, các bác nhìn chất không? Quá chất luôn. Máy zin. Đấy, 8 quả tụ phẳng đét và tụ vẫn còn nguyên mã vạch này. Máy zin hết các bác nhá. Đẹp, cực kỳ đẹp. Đấy, các bác nhìn cái dãy sò của nó này. Nhiều con nó chỉ lèo tèo có mấy sò thôi, nhưng con này nó hai mấy con sò mà nó cực kỳ nhiều bù áp này. Đấy, nhưng nó khỏe mà nó chạy con này thì cực kỳ chất luôn. Cảm ơn các bác và anh em đã theo dõi video. Đấy, các bác có nhu cầu liên hệ sớm với em để sở hữu những con đẩy một kênh chuyên súp hàng siêu khủng nhá.